trời biên cương. Quả ơi sương hằng tư lương, Chúa xót bao người đang thám thương, biết lớn bao giờ quy cố toàn dân chiến chinh vùi thân. Ôi toàn dân chữ trung tròn ân, nhìn cùng chương vàng son phú triều cương. Làm vua mà chi ngày đêm sâu Dương Quang ơi, cớ sao lệ rơi, tâm buông đau ngắm xa trời cao. Bài vẫn đi đừng than thở mà chi, hoàng cung quyền quy cùng sai tình si. Tâm loạn ta đỡ đầu khoanh tay an nhàn Dương Tung thanh thời. Thương xót cho biết bao người trung hiền, liều thân sống bao tồn gian san. Thương cao sáng soi đời quá tuyệt vời, ân đức trên Dương Hoàng như ngàn trời xanh nước nhà qua khôn khó. Mong sao ái hậu nên vững tâm, lo cho sang hà. Cung nữ, dạ, hãy đem cho ta bầu rượu bồ đào. Rượu nồng men cay ta uống vào tìm quên dòng sâu. Chuyện gì bi thương sao hoàng dương để tâm tương buồn. Bồi hồi thương nhớ các quân binh xa thân xa trường. Mong dứt giao tranh tài nói tình dòng thái chào mừng. Nhưng ngài ngự tu sẽ có ngài triều ca. Quả là khí thiết đấng anh hùng, nhưng còn ân huệ của quả nhân. Tâu xin thần có lời trình, mong thánh chúa lòng thương chuẩn ngôn. Thương khanh đáng trang trung thần, nên có phân ta tường mọi điều. Hàng y trao gửi đến vào qua tiên của trang danh của nàng là Chiêu Lan. Chiêu Lan, Chiêu Lan. Ủa, Chiêu Lan nào? Chiêu Lan vốn chưa quen, bao lâu ở cùng chương. Linh truyền ban vào Cấm Dương Cung.
chiếu lan dân hầu. Xin con lên cúi đầu bài kiến hoàng gia, nào vương nghe quá nhân xem tường. Ôi rõ ràng xin thăm đại trang, mà ta không rõ không hay. Này Ngữ Muội, có phải mảnh hoa tiên này là của Ngữ Muội đính trong manh áo Ngữ Hàng không? Dạ muôn tâu. Phải không? Dạ phải. Hả? Nếu thế thì Chiêu Lan đã mang trọng tội rồi. Cung phi của vua cớ sao Long Quyền gửi trao dần thơ, làm loạn ký cương khó tha tội tình. Chiêu Lan hỡi khanh chớ đừng than trách, quân và hãy nghe pháp ti gia hình. Quân sĩ văn phòng tư bửu. Sĩ hạ, đừng quá nông nổi, e phải thương sầu ngàn đời. Đừng vì quan kẻ trung chánh, vì dân hy sinh tâm lành tướng quân nào phải. Sao ngày nay chúng phê gia hình, dương quan nơi cung đình bán lời ra nghiêm minh. Tham quyền cao quy hàng không gì tha tôi gian, cần rõ ràng tạm chúng tôi hàng công vô. Cớ sao đầu nguyên mong biên cương chính tan vời tài, lòng dân quyết không hề tha. Hoàng giang minh sang nhà, hòa nên cảm thông là hơn. Hoàng hậu, lời ta đã quyết, khanh đừng lòng ngôn gián can. Lòng bán dương hoàng giang sang nát tan, cớ sao A Tông đệ thiện quá nhân. Tâm lo người trung quân, khi gian thần âm mưu, gieo thương sầu tội ngay. Thiên nhân ngày nghĩ suy càng, lời phân thấu niềm giả chân. Tần quốc sắp điêu linh, cung cấm đang dương ưu sầu. Giặc dữ chôn biên cương, ai xót thương cho cơ đồ. Kẻ hy sinh chống giặc, ngài đoàn tâm giết đi. Còn ai tài anh dung, liệu thần mong cứu nguy. Cầu khấn giới quân dương nên hiếu thương tội trung hiền. Lời tri quyết cảm tân phong vũ không gieo lụy phiền. Ta phán lời không tha, chớ gian xin hoài công. Tể tướng, dạ. Lệnh kiếm lệnh, bắt giam hàng phong vũ. Xin tu linh. Bệ hạ. Thánh thượng gia dạ, quận chúa Hoa Liên xin kính bái vương huynh. Hoa Liên quận chúa. Tâu vương huynh hàng phong vũ. Thôi đi. Vương huynh. Hỡi Hoa Liên.
đài. Sao em lầm sai, thầm mơ mối duyên trúc mai em đành quên phẩm dương quy quyền. Vì sao thầm yêu tranh đua đoạt tình số thân lìa dương gian. Dương huynh hiểu cho lòng, ngờ hàng là em nào phải lo chiếu là cho hàng phong vũ. Em hãy gian ra, đã đến giờ thành quyết. Khoan, muốn tâu thất thường, cầu quân dương xót thương cho hồng nhan. Sầu đau mang tan chồng ngàn thu không giao loạn. Giờ tổng tim thống thiết từng cơn, thiết mong đã ơn sao cùng. Hoàng gia lòng đau, tội tình phải chia lìa nhau. Ôi tiên cao thấu chăng cho phần hồng đào. Ta nghĩ tình bằng lòng giúp em, từ ly tháng đi vợ chồng. Tan thương trùm giăng lễ không chơi. Ta tưởng mơ khi thấy là đời hồng còn xót đau thương chàng lìa trần. Chiêu Lan, tại sao nàng còn sống khi ta đã dùng độc dược bức tử nàng? Tại sao vậy Chiêu Lan? Phu quân